6 mình hai dây chùm đi gầm sân bơi nước nha. Đợi em chứ. Rồi, sẵn ra lúc phi kèo luôn nha anh ơi. Hello. Dạ, bye bà. Alo. Thì con. Dạ, ba thứ 6 thì con tụi con đi đầm sen chơi, ba cho con tiền, con lo ba con vợ con nha ba. Tụi nó bây giờ báo hoài vậy. Em biết anh là 975 mà em kể chứ. Em chịu khổ quá em. Ủa sao gọi là 975 vậy? Thì dâm tặc á, đi cái hoài vậy. Cái dâm tặc á, đi cái hoài là 75 á, 975 á. 75 con em cũng kể anh à, biết anh là 975 mà cứ kệ đi, anh cứ tự nhiên đi. Anh đi chơi lỉ thì em đi chơi lẹ thì què. Em đi chơi lẹ chơi xó là què, em đi chơi bài. Em đi làm anh... mình em đi. Em đi làm lỉ, em đi chơi lẹ chơi bài. Làm lỉ hả? Anh không được nói, có quyền nói em nha. Em anh cái gì em cũng cái gì luôn. Anh đi hư em cũng đi hư luôn. Chứ thứ 6 nhóm đi đầm sen chơi cho vui. Đầm sen bơi mình nghe luôn. À, vậy là thứ 6 này nhóm đi đầm sen nước mọi người ơi. À, cho nó vui. Anh ơi, không có tiền anh ơi. Thứ 6 này đi chơi. Chính phải năm cho hết. Chính phải năm cho hết. Bây giờ nè, tao là chồng là vợ xếp hàng cho chồng chồng cho tiền phải không? Giờ ba đứa xếp hàng đi, anh cho hửi nách hết rồi cho tỉnh rồi. Mày hỏi đất nước này là trong à, chưa có nói mà. Mập ơi, thứ 6 đi làm xe nước nha mập. Uống bì mập. Uống cho đừng có sai nha mập. Đụng lắm nha mập. Đụng lắm anh. 975 975. Anh là 975 là cái gì? À, bắn ngon quá. Chị Trang bắt đầu ngon lắm. Ủa mà. Ở dưới giờ này nó còn. Giờ này chưa hết đó, chị Trang bắn là dứt lần ngon. Ủa là gì? Ở đây chị Trang bắn Hoàng Thánh ngon lắm. Để anh quay đi. Thì chạy đó quay đi. À mọi người ơi thì mọi người nha, ăn Hoàng Thánh nha, chị Yến ăn Hoàng Thánh nha. Chị Trang bắn Hoàng Thánh ngon. Quý ơi, rủ chồng đi đầm sen nước. Thì bây giờ á là cái kêu chồng đưa tiền mua đồ bơi đồ tắm đi cho nó lịch sự. Mai anh chở em đi mua đồ bơi. Thôi thôi. Hello chồng, cảm ơn chồng nha. Còn em. Sao vậy? Thay chị già nghe. Sao mà thương á bà mày rồi không thương em. Vậy là sao đem mấy cái đồ tắm ở nhà hay là đi sắm thêm ta? Có mặc đồ tắm mới không? Thì ai mua thì mặc chứ đủ sao? Mai, mai bây giờ cái ai mua anh ông xã mua đồ bơi cho em đi. Ai mua thì mặc chứ? Không, mình quý ơi. Tại mai có 30 ngàn. Hình như nó hết đồ bơi rồi đó. Dạ. Hình như nó hết giờ. Bao một con rồi chưa hai con làm chuột chó gặp. Ở nhà chơi dưới luôn. Hình như hết rồi bơi rồi, bơi hổng nó sợ. Em yên tâm ba, anh chở em đi mua xem nó nhiều quá. Đây mặc bikini nha quý. Vậy hả? Đang quay. Không rồi mà. Đang quay. Quý này mất lịch sự. Chờ anh chút quay. Đang quay mà, chút nó đi. Thấy sao? Nãy giờ dòng, nãy giờ dòng ta hạnh phúc chưa? Má, mình nói tiếng quá thành vợ chồng này. Thấy quá là tiếng là nãy giờ chồng ta hạnh phúc. Cái được anh. Nhân tài quá sao anh tài biển luôn cho hưởng cá cho hết tài biển rồi. Anh bỏ em hả? Anh sao thành tài biển em hả? Hỏi đất đâu? Hồi dơ quá. Cũng chơi là dơ quá. Bỏ. Tại em lộn xào quá. Không có lộn. Em ăn học gì lộn xào me quá. Không có lộn. Đi khám bệnh em bị sình bụng, em nói em có bầu. Em nói em đâu có sình bụng. Quý ơi, hôm qua mập thấy cảm giác sao quý nó mọi người nghe rồi. Mừng quá à, vợ không chồng nó như nằm mừng rồi. Cả thế giới đúng không? Chồng không vợ vợ không mình là mừng rồi. Đúng không? Cả thế giới. Yêu nhau thì phải ôm nhau hôn nhau chứ. Ê, thì phải lúc phim nghèo mới vui, đó là hạnh phúc chứ.
nhảy quà chán mới vui quá à, đi dụng mùng đó là ma chậm sắm đồ à, yêu nhau phải hôn nhau ôm nhau đóng phim nào mới là hạnh phúc, chừng nào không đóng phim nào là không được hạnh phúc. Nói chung là em muốn cái gì là anh hứa anh chu cấp cho em hết. Em cũng chịu anh, thương anh chân trọng nha. Tại biết sao không? Ngày mai anh ở nhà anh ngủ rồi thì anh không ra đâu. Mai ở không già đâu đâu chị. Mai anh ở nhà anh ngủ. Ủa mai em đi đánh thuốc khùng à? Mai đi lấy thuốc khùng. Rồi sao mai đi mua đồ bơi vậy? Mua đồ bơi thiệt đó. Là đi phải có mặc đồ tắm đàng hoàng. Có cũ đâu gì đâu. Bà làm sao hai con Miner này nó cạnh tranh với bà hết đẹp mập nó chọn cái khác. Có đặt là bọn cũ. Nói chung anh lúc nào cũng để cho em lúc nào là cũng mới so với người khác. Không phải. Chị Long đẹp lắm. Là anh lúc nào anh cũng làm cho em có một cách mới á, em cứ yên tâm. Bây giờ đi bơi là tính là bơi đi sau nè, đi chụp ống hay sao nè. Bằng mập có chụp ống không ta? Chụp phao. Ê, mập chụp ống vô trọng kính trọng luôn. Đừng đừng có cho em chui vô lỗ đen vũ trụ luôn rồi. Không chụp phao được. Chụp phao đâu được. Ba. Có nào mập quá là phải chụp ra một cái là bay vô trong vách tường luôn. Chụp phao được. Nếu mà đi đó, đồ đạp gửi đâu? Có chỗ gửi mà, có tủ gửi mà. Đi tắm thì sao giữ được. Tại vì kỳ này con muốn kỳ này con muốn 6 tấm mặc đồ bikini tắm. Ê tưởng tượng mà anh mặc là anh ôm mộng quý xuống ha, bắt đầu tắm hai vợ chồng rồi trên cái phao lên đền ha, hung nhau ha. Đi là phải chịu hết nha, đi không nhất nha. Cho má ơi, chịu má ơi, ổn không má. Tìm đâu? Chú ra đi vào cho quậy hả? Thôi chịu thua rồi. Nó ra quý là lẹt đi rồi. Nó ra quý là đi rồi, mà dầu cho quậy nhẹ nhẹ quý đi cho. Chuyện nào mà dầu cho quậy dễ dẹ quý đi, rồi dầu quậy sâu quý đi qua rồi. Nó già là quý đi trước rồi đó. Sợ không? Sợ, chết người luôn đó. Đâu có biết đâu, lên cao tút luôn, nhảy xuống, sợ lắm. Lên cao tút luôn. Ê, cái bữa đó đem đồ ăn á. Sao ta? Chắc cũng phải mua đồ ăn chứ hả? Mua dịch quay, đi đường quay rồi. Giám đốc rồi, có kinh phí rồi, giám đốc. Thì ở đây chia nhau thôi, còn mấy người như mộng cầm này kia phải gán kiếm tiền thôi, chứ giờ mình chơi tự mình chứ mình xin ai. Ở đây cũng tự chia nhau thôi, ai cũng tự giờ thân mình ai nữa thôi. Có tiền ở nhà đi xin ăn đúng không chồng đi. Chồng có chơi giả lấy ông chồng 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 giữa dẫn kiếm tiền đi, dù mà đi chồng cho đi chồng có tiền chàng được cái nào chàng vé nhiều bảo chồng quà nó hết bao vé nhiều vé một vé 200 bình thường 600 á chị anh. Bây giờ trước mắt á là lo mình chưa mấy thì tụi nó cũng đâu có tiền đâu, lo thì vé đi, còn dù đồ ăn chàng được thì chàng luôn, tụi nó cũng đâu có tiền đâu. Mấy nhà nó có thì không có tiền ở nhà. Bây giờ là anh Mập lo cho Quý là một cặp rồi, ok. Nâng lo cho em. Trời ơi. Dạ tạo lo cho Quỳnh. Chửi vô phải nâng trần. Tạo lo cho Quỳnh. Tạo lo cho Quỳnh vậy ok. À, sao tôi mới lo cho Quỳnh trong khi trong phim không có chơi. Không có tiền cho Quỳnh. Nhưng mà thằng Mập nó chơi Quỳnh rồi tôi với tôi lo cho Quỳnh. Thắng lo cho mày. Mày không có tiền ở nhà hết luôn. Có tiền lấy có tiền ở nhà luôn. Bây giờ đâu có ai có tiền đâu đúng không dê. Ở nhà hết luôn. Mình đi cài lại Nha Trang nha Diễn ơi. Diễn à. Mày đi. Thì có người tài thì đi, không có từ ở nhà. Thì kêu Diễn cho đi Nha Trang Tà Lạt. Tà Lạt thôi, Nha Trang thì nghe không buồn à, thôi buồn rồi. Nha Trang có vui, Tà Lạt có buồn chứ. Đi Tà Lạt chứ không. Nha Trang có bời. Nha Trang vui hơn. Ông Diễn về á, má sáu. Nha Trang có chợ đêm vui. Má Đình về á chị. Ai về? 16 đây. Nha Trang suối, tắm nóng ok lắm á. Tắm nước nóng. Má Đình là 16 đây về. Ai cũng thích đi chơi anh á. Con về tại vì rồi đi đủ thứ hết á. Nhưng mà chắc đi Đà Lạt ha mọi người. Còn cái chuyến thứ 6 này á là đi tắm nước ở Đầm Sen. Thì hồ bơi nhân tạo là chơi đơn giản thôi, mộng cầm là bữa đó là bao hơn Trần đó, bắt cặp. Quý bao mình mập. Bây giờ đàn bà chỗ vậy? Đàn ông mà bao đàn bà. Giờ đàn bà bao đàn ông. Bao đàn ông gì? Có gì đâu, có mãi. Ai bao Quỳnh? Thắng. Quý nhiều. Quý
bây giờ á tự mình chơi chú đi chứ mình đừng có trong người ta bao mình rồi chừng lại người ta coi cái tự chửi nữa. Thì tự bơi mới biết bơi mình, là gì. Mình cứ tự mình trước đi, mình đừng có nghĩ là sẽ có người bao mình. Mình cứ nghĩ là mình đúng lo kiếm tiền. Còn tự bơi không được, bắt đầu chắc đuối chưa cút luôn. Cút luôn. Chơi. Ai mày bắn súng. Không, em nói chị nghe nè. Em bây giờ em nói thiệt tình. Cái 50 tờ này nè, người ta cho em mượn 500. Mượn 500 mà bây giờ em trả hả? Là coi như là hết 300 còn 200. Đó. Anh sao hết vốn đi mượn tiền, đi đâu có tiền. Em lo chị tiền vé. Ông đi đâu có tiền. Trời ông bao quý rồi kìa, ông bao. Em ông nói luôn con lo cho. Vậy là đi thiệt phải không? Xin phép là con lo tiền vé. Dạ. Dạ, chồng lo cho giỏi dữ rồi trời. Anh tài dưới đi phải không? Dạ. Thì để con vận động thôi, con gọi điện cho ba con rồi. Má cũng số hồng nữa. Bây giờ tiền vé, bây giờ tiền vé thì khó lắm. Bây giờ ví dụ như là mấy người nào mà không có tiền á thì ăn uống ví dụ chia ra mà đừng có mình không chia cho mấy người đó. Mình chia luôn, mình chèn luôn. Đúng rồi. Còn trước mắt á là bây giờ đó là chỉ lo tiền vé thôi, gán lo đi. Chứ mình đừng có trông là tới đó có người cho. Ăn đó là 6 7 Bảo ông Quang Phượng. Giống như hôm bữa mình đi Phải Châu đó mình cũng chèn hết cái gì đâu. Để gọi điện cho ba cho nó chuyện. Ba luôn á, bỏ lại luôn túi. Bữa mình đi Phải Châu tự đi đó. Ôi thật như thật. Ba cho con tiền con đưa vợ với má vợ con đi. Tự túc tiền mà. Ba ơi. Ba vợ. Vé giờ chỉ có lo 2 ngày gán kiếm vé đi. Gán đóng clip mà múa ca rồi kia đi. Không nghe chung vậy. Bánh bánh bao ăn đi. Mua heo sữa ăn đi bánh bánh. Mua con heo sữa. Mua dây dịch quay đi bánh bánh. Heo sữa không có ngon. Bữa nó không ngon rồi. Mua dịch quay đi bánh bánh. Thôi đừng mua heo sữa. Mua dịch quay đi. Mua dịch quay ngon ghê ha. Nó khôm ghê. Bánh bánh mua con dịch lên chạy đi bánh bánh. Thẳng ơi cổng thì quả. Dịch có 280 mà mua gần nhà tôi nè. Bạn biết đi sớm quá nó có quay chưa. Ba ơi. Ba con vợ con không có tiền. Chắc 7-8 giờ nó cũng quay rồi á, ra nó đi quay. Có rồi. Sợ 5 giờ sáng người ta quay. Quay sớm rồi. Bánh mì chả lụa trứng rồi xong. Đúng hả? Ăn vậy thôi đơn giản. Ba bà. Lô. Ba hả? Ừ. Thứ 6 này con đi đồng sen chơi, ba cho con tị đồng sen nha, được không? Ba cho con nhiều. Các bạn chịu ai? À, chịu thôi con dẫn ba con vợ con đi nữa, ba cho con 10 triệu đi à, được không? Con chịu ha, đủ rồi hả? À, thôi 10 triệu đi con chịu mà lẽ mai có tắt má này nhớ không còn chửi nữa con sữa ôm con chày cảm ơn nha. Yeah giờ gọi ba nuôi ông ba quý rồi rồi để ba thiệt luôn đó ba ôm trời chày rồi giờ gọi ba nuôi cảm ơn ông ba nuôi là ba sáu á không gọi ba nuôi ông có anh trai ông bao quý rồi nha vậy đi gọi ba nuôi gọi ba nuôi lắm người thật như thật mình chơi vậy mà người thật như thật rồi đợt này đi đầm sen tắm biển nha nhân tạo nha quý vị. Alo dạ ba ba alo thì con dạ ba thứ sáu thì con tụi con đi đầm sen chơi ba cho con tiền con lo ba con vợ của con nha ba tụi nó bây giờ báo hoài vậy không dính đi chợ mẹ má chém về nuôi rồi dạ chém về nuôi về báo hoài thôi gọi ba hoài đi chứ mời con mới công nhà nuôi ở nhân trạch nữa gọi anh hòa có số đuôi gì 100 đuôi á anh hòa lớn ở ba hòa hả ba hòa dạ của con nè ba số của con 6891 con mập nè ba dạ dạo này ba khỏe không tôi mới nói chuyện không dạ ba
bác cười, bác ủng hộ con thứ sáu này, bác cho con tiền con đi chơi đồng sen, con chơi với mấy ba vợ con đi ba, với con dắt má bảy con đi nữa, được không ba? Ba ủng hộ cho ba vợ con đi, rồi con có dắt má con đi nữa, má vợ ba đó, được không ba? Trả lời gì, trả lời sớm đi để con biết, con xin người khác. Dạ được không ba? Này ba nói chuyện với vợ khùng con nè. Anh Hòa, hay là anh Hòa có nhau với khùng anh Hòa? Anh Hòa đi đồng sinh đó không anh Hòa? Ủa nó tắt mãi hả?